急匆匆，当父儿女也做起。Và vâng, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải Trí Vợ Lâm 2. Và hôm nay thì Long đang ở bên server Thánh Hổ các bạn ạ. Long đang đấy, đi đánh, đang đánh con tiểu liên thú đây các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ui, trông vậy mà nó ác phết nhỉ. Vâng, và Long đang ở server Thánh Hổ các bạn. Đang ở Hạnh Hoa Thôn, địa bàn, địa điểm họa. Đấy, trông thế mà lão trâu. Để Long lấy Ngami đánh luôn. Ôi, nó hồi sinh được à? Chết cha. Để lấy ca diệt thối vậy. Vâng, để Long lấy Ngami đánh nữa. Chứ đánh kiểu này chết mất. Đừng đi. Đợi tôi với. Đừng hồi sinh mau. Rồi, có khả năng nó chết trong vụ này các bạn. Rồi, nó chết rồi các bạn. Nó sẽ chết trong vụ này. Ok, Long đã được một dương. Ôi, một dương nha, vãi cứt. Tưởng được nhiều chứ, một dương. À, nó sẽ xuất hiện ở trong bản đồ này rất là nhiều các bạn. Một dương, Long có từng 10 dương. Cái này phải có Thúy Yên nữa các bạn. Thúy Yên thì quay rất là nhanh, hoặc là... Đây. Hoặc là gì nhờ, Minh Giáo các bạn. Nhưng các bạn thông cảm nha, vì Long ở server mới đơn phương độc mã các bạn. Chả có ai cả. Thôi chịu khó làm 10 dương chơi vậy. Chủ yếu là giới thiệu cho anh em nó xem thôi. Chứ thật ra là ác chính ở bên server Phục Hổ cơ, hoặc là bên server Cuồng Long. Vâng, Long sẽ mở luôn các bạn, ăn luôn. Ôi, được phía đồ ngoại trang vãi. Hôm nay thì không mang, không có Minh Giáo các bạn. Server mới thì không có Minh Giáo là một này, không có Thúy Yên là hai này, đấy, rất là vất vả. Rồi, chúng ta lại được một cái dương nữa, ăn luôn các bạn. Ôi, được linh thạch khóa cấp 3 này các bạn ơi, rất là nhiều đồ. Chúng ta đi tiếp nhé, mời các bạn đi tiếp. Không biết nữa, nó có... Nó xuất hiện ở từng vị trí một mà các bạn. Hạnh Hoa Thôn này rất là... Long sẽ bật đồ sát đây. À, bật này lên cho đỡ tôn máu các bạn. Đấy, con này vừa giết này. Đây. Đấy. Mình được đấy, cái này để mở kim xà 5 các bạn. Cái này là mua cũng rất đắt đấy các bạn, khóa này được 100 vàng, 200 vàng cũng có giá trị đúng không? Ui, nó hồi sinh. Vãi tè. Úi giời. Đủ má nó lại hồi sinh. Mình không có Lâm Minh Giáo nha. Hôm nay mình có Lâm Minh Giáo thì mình ăn được rất là nhiều. Ui,
Không sao, kiểu gì mình đã giết được nó. Rồi. Rồi ok, chúng ta lại ăn tiếp xem nào. Có cái gì bộ xuân trang. Ui rồi không phải. Long đang tìm kiếm bộ xuân trang mà chưa được đấy. Nó xuất hiện ở các tọa độ đây. Và trên web nó có đây các bạn. Và trên web nó có hướng dẫn cho các bạn là xuất hiện ở các tọa độ đây. Ví dụ nha, các bạn xem. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Để Long sẽ kéo rộng cho các bạn xem. Đấy. Thú nhỏ này, Hạnh Hoa thôn này có các địa điểm đây. Và nó rất là nhiều các bạn ạ, rất dễ tìm. Rồi, nó lại chết rồi. Rồi, chúng ta mở. Ôi giời, được cái cùi. Thôi, chúng ta đi tìm tiếp. Chúng ta cứ đi vòng tròn đây, kiểu gì gặp không cần biết nó tọa độ nào luôn. Bởi vì nó xuất hiện rất là nhiều. Đấy. Chúng ta cứ đi vòng tròn, kiểu gì gặp nó. Đây đây đấy, biết ngay rồi. Thế nhìn nó rất là nhỏ các bạn, như kiểu con sâu ấy. Hóa ra là một con liên thú nhỏ. Vâng, ngày Tết đấy các bạn cũng có rất là nhiều hoạt động vui. Các bạn lên trang chủ Võ Lâm 2 các bạn tham khảo. Có rất là nhiều hoạt động ăn event này, rồi là hoạt động online nhận thưởng này. Rất là nhiều. Quan trọng là các bạn phải chịu khó lên web mà xem. Rồi ok, chúng ta lại được một cái dương nữa, ăn thử xem. Chi dương à? Chi dương hoàng, vâng. Cái này thì mình lại không dùng đến. Rồi, chúng ta đi tìm tiếp. Đây 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 đây. Đấy các bạn thấy không? Nó nằm rải rác trên khắp bản đồ nên là chúng ta cũng không cần biết nó tọa độ nào, chúng ta cứ đi một đoạn là chúng ta lại thấy. Và bên server này thì Long chỉ có Nga Minh Kiếm đấy nhá, Nga Minh Kiếm và Thiên Long Quyền. Còn sang thứ hôm nay chủ nhật, sang thứ hai thì Long sẽ chuyển về nó phục hổ các bạn, để lấy Minh Giáo để đi cày cấp. Chứ ở bên server này thì là không có gì để cày cấp nên rất là khổ. Rồi ok, lại Chí Dương Hoàng vãi. Mở hôm nay xui lắm các bạn, chưa được bộ áo quần áo đẹp. Con này vừa giết rồi, hết rồi sao nhỉ? Mỗi bản đồ nó có bao nhiêu, không biết là 9 hay 10 con nhỉ? Thôi chúng ta cố gắng tìm nốt. Đấy con này vừa giết. Thôi chúng ta lên trên kia chúng ta đánh con boss lớn vậy. Đây con này vừa chúng ta vừa giết, xác nó vẫn nằm ở đây các bạn. Đây ổn lại nó lại xuất hiện.
sinh tồn rất là nhiều các bạn. Chết xong một lúc nó lại hồi sinh. Nó lại bắt chúng ta đánh nó. Và khổ, cái lỗi khổ. Hôm nay mà có Minh Giáo thì giết được rất là nhiều vậy. Minh Giáo hoặc là Thúy Uyên quay tít mù. Đánh này cho nó vui ạ. Rồi ok, chúng ta lại được một cái dương nữa, ăn thử xem. 1, 2, 3 bộ, ngon. Ui lại trí dương hoàng. Sao suốt ngày được cái này các bạn. Vãi tè. Cái này họ bán rẻ lắm, cứ 3 dương một 3 vàng một dương ạ. 13 30 Long thấy bọn nó bán 30 vàng rất là nhiều. Đây, xác con vừa ấy làm này, làm mà. Thôi, có lẽ là chúng ta đi lên thử xem có con boss lớn nào không. Long thấy ở nghe nói Thanh Thành Sơn có các bạn. Đây Thành Đô, Thanh Hình Sơn có. Rồi ok, chúng ta cùng đi xem có nhé. Vâng, cái này phải lên web xem nó làm ở tọa độ chỗ nào. Hay là các VIP khác đánh mất rồi. Hôm nay là một ngày buổi sáng đẹp trời cơ mà. Cái này phải lên web rồi, lên web xem nó nằm ở chỗ nào. Vâng, đi vòng vo Tam Quốc một vòng rồi chưa thấy đâu. Vâng, các bạn đợi tí nhá, để lên quét thử nữa. Nhưng nó nằm ở đâu nữa. Hôm nay là đầu tiên đi đánh các bạn. Nên cũng chả biết nó nằm ở đâu. Đây. Ồ, yến tiệc trở lại phần thường khủng này. Ta có thể xem. Đấy, Tết rất là nhiều hoạt động ạ. Đấy. Đấy, Long vừa nhận được cái túi này đấy, như ăn ra tàn cái lung tung phèng. Đây là tiểu nhện đấy, vừa đánh con nhỏ nhỏ này các bạn. Đấy. 18181 184. Để xem nào. Một tám bốn đây, nó chính xác nó ở đây. Đây các bạn ơi, đây nó đây, má nó nằm ở đây mà mình không biết. Mình đúng là thằng đại ngốc. Con này chắc là phải có có Minh Giáo mới đánh được cái năm dọc các bạn, để cầm boss. Con nhỏ đã khó đánh rồi, con to này là rất là khó đánh luôn. Thôi.
Thử đánh nhá, thử đánh xem có đánh được bằng. À không đánh được. Cái này sử dụng. Còn chưa biết sử dụng các bạn. Ôi, lỗ này bao giờ là chết các bạn? Chết cha đây rồi, chết cha đây rồi. Hết cái để lỗ rồi. Đây là cái hướng dẫn này có thể à. Này bó tay, bó tay. Đấy. Hết rồi. Thế là hết rồi. Con này cưỡi các bạn. Hết cái xuân lôi rồi. Bó tay chim con rồi. Vâng, đánh nó không mất máu. Nó đánh. Đấy, xuân lôi trên người không đủ. Vâng, được cái con này cưỡi các bạn. Cưỡi rất là đẹp luôn. À để Long chụp hình một phát nhé. Để chụp hình cùng kỷ niệm cùng em Liên Thú tu luyện 100. Úi giời ơi. Còn vâng nào, anh em cùng chụp hình cái nào. Ok, đấy, rất là vui, đẹp rồi các bạn. Đẹp không? Đấy, hổ báo chưa? Đấy, rất là đẹp. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhá. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video ủng hộ. Bởi vì Long ở server này không có điều kiện, cũng như là không có Minh Giáo, Thụy Yên. Chỉ có mỗi xác em Thiên Lũng Quyền này thôi, Ngàn Kiếm thôi. Mà các thứ lung tung phen thì không đủ đấy, ví dụ phái phụ hoặc là hỗ trợ đánh hoặc là cái gì đấy thì là không đủ. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem ủng hộ. Vâng, có lẽ là Long cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Bye bye anh em. Vâng, chúc anh em chơi Tết vui vẻ. Ok, bye bye.